Tập 6. Họ tiến hành điều tra sau khi nhận được lá thư tố cáo nặc danh. Qua quá trình thẩm vấn, manh mối tố cáo là đúng sự thật. Họ cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng, đã lập án, cho nên yêu cầu chúng tôi tham gia trước. Được. Nghi phạm tên là Liêu Ba, hiện đang bị giam giữ. Khi cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của hắn, thu giữ hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền mặt và thẻ quà tặng. Trên những chiếc túi giấy đựng đầy tiền mặt có ghi dòng chữ đầu tư Hạo Thiên. Nếu tôi nhớ không nhầm, Mã Duyệt Duyệt cũng là người của đầu tư Hạo Thiên, đúng vậy. Hai vụ án này rốt cuộc có liên quan gì? Rất phức tạp, các anh phải chuẩn bị tinh thần. Dân, sao lại bị bắt vào lúc này? Loạn càng thêm loạn, chuyện xảy ra đột ngột, phải nhanh chóng quyết định. Chủ tịch, tôi chỉ có một đứa con trai. Tôi biết rồi, anh đi trước đi. Sếp Cao, anh còn nhớ trưởng phòng Dương từng nói Mã Duyệt Duyệt và Dương Thiên đã xảy ra tranh cãi rất nghiêm trọng. Dương Thiên còn tuyên bố sẽ đi tố giác chuyện gì đó. Có ấn tượng. Vậy nếu Liêu Ba có liên quan đến Mã Duyệt Duyệt, cái chết của Dương Thiên liệu có liên quan đến chuyện này không? Thông báo với Mã Lực Hành, chúng ta đến trại tạm giam. Sếp Cao, đội trưởng Mã gọi điện, anh ấy đến bãi đổ xe tang vật, mời Tiểu Dương về rồi. Tới đội cảnh sát hình sự trước đã. Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện ra camera đã bị tắt. Tôi sợ bị phạt nên đã nhanh chóng sửa lại. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Quay về chờ xử lý. Dân, quả nhiên là người làm. Ai lại có gan đến thế, dám làm chuyện như vậy? Luật sư bào chữa. Khi còn trẻ, nếu bạn yêu một người, xin hãy nhất định dịu dàng với cô ấy. Bất kể hai người yêu nhau bao lâu hay ngắn ngủi. Làm gì vậy? Vào phòng con không chịu gõ cửa. Con lẩm bẩm gì vậy? Bài văn trong sách. Bài văn trong sách. Dân, chuyện gì nữa vậy? Cho bố xem chút. Sao bố nhớ? Học kỳ này sách giáo khoa môn ngữ văn bìa sách đâu phải màu này. Không phải màu này à? Bố xem nào. Đưa đây. Sách ngữ văn có gì hay để xem? Đưa đây.
Cái này là gì hả? Bố không biết chữ à? Tiểu Sương, con mới 13 tuổi. Mấy bài thơ tình này con đọc hiểu nổi không? Chính vì không hiểu mới cần phải đọc. Học tập là vô tận. Không phải bố nói vậy sao? Tiểu Sương, thi cuối kỳ học kỳ trước, điểm ngữ văn của con là 65 đúng không? Không phải là đạt rồi sao? Mục tiêu của bố không chỉ là đạt. Mục tiêu của bố là mỗi môn học của con đều phải xuất sắc. Cho nên con nên dành thời gian để nghiêm túc đọc sách ngữ văn. Bây giờ đọc những bài thơ tình này không có ích gì. Tập thơ tình sao lại không có ích? Chỉ khi đọc sách thơ tình, sau này mới không phải chịu khổ vì yêu. Bài học từ người đi trước, gương sáng cho thế hệ sau. Nghĩa là gì? Ai là bài học từ người đi trước? Bố đó. Hồi con ở nhà cũ, có xem video mà người đó ghi lại. Trông hai người rất yêu nhau. Nhưng cuối cùng, chẳng phải hai người cũng ly hôn còn gì? Tiểu Sương, lúc đó bố và mẹ con rất yêu nhau. Nhưng trong cuộc sống, không chỉ có tình yêu. Con còn nhỏ. Những chuyện này vẫn chưa đến lúc con cần suy nghĩ. Con không muốn hiểu về tình yêu của hai người. Con chỉ biết con chỉ là một sai lầm trong cuộc hôn nhân của hai người. Một gánh nặng mà không ai muốn. Sao con lại nghĩ như vậy? Tiểu Sương, con chưa bao giờ là gánh nặng của bố. Chưa bao giờ. Ra ngoài đi. Con muốn ngủ rồi. Ra ngoài. Bố, bố lại tưới qua à? Ừ, con không đi làm à? Không. Con đã thắng trận bán kết. Nghỉ ngơi một chút. Để con làm cho. Được. Tưới hết chỗ kia một lát nhé. Video phiên tòa của hai đứa bố xem hết rồi. Con với Kevin chuẩn bị bằng chứng khá đầy đủ. Dù có một số bằng chứng bất ngờ, nhưng nhìn chung rất đáng khen ngợi. Chưa biết tình hình tiếp theo sẽ thế nào. Có thể sẽ thắng, nhưng có vẻ khó nhằn. Thế à? Phải đó. Dù sao cũng là học trò xuất sắc của bố. Con chưa bao giờ thắng được anh ấy. Tòa án không phải sân khấu, cũng không phải là chiến trường. Luật pháp mới là nhân vật chính của tòa án. Đạo lý này con phải hiểu rõ. Không thể lúc nào cũng chiến thắng là công lý, cũng có tính thiên vị. Về điểm này, bố nghĩ Cao Kiếm hiểu rõ hơn con. Hai đứa ngoài việc đối đầu gay gắt, không còn cách nào khác để giao tiếp à? Bố, sau bao nhiêu năm, bố chỉ chứng minh được một điều. Bố chỉ biết thiên vị Cao Kiếm. Bố không thiên vị ai cả. Bố bảo vệ luật pháp. Niềm tin của bố cũng là luật pháp. Bố ơi, bố dạy con rất đúng. Vậy con đi làm đây. Con không nghỉ ngơi à? Lời của bố khiến con tỉnh ngộ. Con phải đi tìm Cao Kiếm để làm gì? Học hỏi anh ấy cho tốt. Bố cứ từ từ thưởng thức trà đi. Tùy con. Tôi bảo anh rửa tay. Anh lại rửa tay vào nước bẩn. Càng rửa càng bẩn. Phải thay nước rồi.
Chuyện của Liêu Ba phải nhanh chóng giải quyết. Anh không còn cơ hội để mắc sai lầm nữa. Tôi buộc phải. Chủ tịch, anh xem. Ai thế? Chồng của Mã Duyệt Duyệt, Lôi Đồng. Bị bệnh rất nặng, ung thư giai đoạn cuối, sống không được bao lâu nữa. Hy sinh một quân cờ để bảo toàn toàn cục, vì nước cờ mạo hiểm này. Mời vào. Cao Kiếm, sao cô đến lúc này? Trao đổi về vụ án. Vậy chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Có chuyện gì? Bây giờ có thể nói rồi chứ. Cho nhau thở một chút được không? Sao lúc nào anh cũng vội thế? Tôi đến chỉ muốn hỏi một chút, tình hình giám định hiện trường của các anh thế nào? Khi nào các anh định truy tố Lôi Đồng? Cô vội muốn đánh bại tôi thế à? Không đợi nổi nữa. Đây là mục tiêu cuộc đời tôi. Vào đi. Đây là giám định hiện trường. Đã giám định được dấu chân chính là của Lôi Đồng. Phòng giám định đã nhận được chưa? Nhận được rồi. Em đi trước. Đừng đi. Theo quy định, trong thời gian điều tra, gặp luật sư cần có hai công tố viên. Ngồi đi. Còn tình hình gì nữa không? Không sao. Giai đoạn này cần cung cấp bằng chứng, đồng thời cho luật sư. Cảm ơn. Còn một việc nữa là về tài khoản của Lôi Đồng, hai hôm trước có biến động 1 triệu. Không phải chuyển vào mà là chuyển ra đúng không? Đúng. Nếu tôi đoán không nhầm, 1 triệu này chắc là chuyển cho gia đình Lôi Đồng, là chuyển cho mẹ anh ta. Sao anh đoán được vậy? Tế bào ung thư của Lôi Đồng di căn, anh ta đang chuẩn bị hậu sự. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Giờ chúng ta phải làm gì? Không phải là nội dung cần tiết lộ cho luật sư. Sếp Cao nói chuyện uyên thâm quá. Tôi hiểu. Vấn đề tiếp theo các anh muốn nói, tôi không tiện nghe. Vậy tôi xin phép đi trước. Đi thông thả nhé. Sao em cảm thấy hai người như có thù với nhau vậy? Có liên quan gì đến em? Liên quan đến công việc của em không? Mau dục phòng giám định cho kết quả đi. Cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi lúc nào cũng rảnh. Đúng. Được rồi. Cảm ơn nhé. Có chuyện gì vậy? Trông khó chịu vậy. Em từ viện kiểm sát gì? Dấu chân tay trên cánh cửa sắt bị phá hỏng và dấu chân trên mặt đất đều chứng minh là của Lôi Đồng. Chẳng phải là tin vui sao? Sao em phải khó chịu? Bên anh cũng đang toàn lực triển khai. Mai anh đã hẹn với cơ quan giám định tư pháp, bắt đầu từ dấu chết, cố nhanh nhất có thể lấy bằng chứng liên quan đến vụ án của Lôi Đồng về. Nhanh vậy à? Sao em lại cảm thấy có người đang thao túng toàn bộ vụ án này nhỉ? Sao em lại nói vậy? Vì sao à? Đàn anh, với kinh nghiệm nhiều năm của anh không thấy quá suôn sẻ sao? Anh có thể nói thật với em được không? Là ai nói với anh manh mối cho thấy Lôi Đồng có thể là thủ phạm? Hay nói cách khác, ai là người đứng sau bày mưu tính kế cho anh, dẫn dắt toàn bộ hướng bào chữa của chúng ta? Tuy nhiên, tôi khuyên các anh
có thể quan tâm đến chồng của cô ta, Lôi Đồng. Anh xem đi. Không có, luôn là anh chủ đạo mà. Vậy sao? Sao em cảm thấy người bí ẩn chúng ta phát hiện trong bãi đổ xe, hắn xuất hiện ở đó là cố ý dẫn dắt chúng ta đi tìm kiếm bằng chứng mới? Anh kia, Kevin, người đâu? Em nghĩ nhiều rồi. Có thể là em nghĩ nhiều rồi. Nhưng khi Mã Duyệt Duyệt thay đổi lời khai, chồng cô ta là Lôi Đồng lập tức xuất hiện làm nhân chứng cho bên công tố. Hơn nữa tại phiên tòa, dễ dàng bị chúng ta hỏi đến mức lật ngược lại. Anh không thấy kỳ lạ à? Có bằng chứng gì không? Anh hận Mã Duyệt Duyệt không chung thủy, càng hận Dương Thiên, phải không? Đúng. Anh có thấy Dương Thiên chưa chết hay không? Đúng. Cho nên anh lên ghế lái, lái xe cán qua người anh ta, phải không? Các người đừng hỏi nữa. Đúng là do tôi giết. Trong một thời gian ngắn, vụ án này lại xuất hiện nhiều bằng chứng mới. Chỉ nghĩ thầm thôi cũng đã thấy thắng rồi. Anh nói đây là trùng hợp ư? Em cũng không tin. Kevin, em biết, em đã nói chiến thắng là công lý. Nhưng anh biết chiến thắng mà em muốn là được xây dựng trên nền tảng công bằng chính trực. Nếu chiến thắng này là giả tạo, đối với em chẳng có ý nghĩa gì, sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Chuyện của Lôi Đồng, hy vọng anh sẽ điều tra rõ ràng. Lôi Đồng, chào anh. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn tìm hiểu ngày xảy ra vụ án, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng hy vọng anh có thể nói thật với chúng tôi những gì cần nói. Tôi đã nói hết trong phiên tòa. Chúng tôi ở hiện trường vụ án tìm thấy dấu chân tay và dấu chân của anh, nhưng không thể chứng minh anh có thể thay họ chịu tội. Anh hiểu không? Người do tôi cán chết, hung thủ cũng là tôi. Tuy nhiên, những gì chúng tôi biết hoàn toàn không khớp với những gì anh nói. Các anh dội thẩm vấn tôi như vậy chắc chắn là có lý do khác. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Cứ bắt tôi về đi. Bây giờ chúng tôi đã điều tra ra, anh đã chuyển vào tài khoản của mẹ mình 1 triệu. Thì sao? Tôi không có quyền đó sao? Có. Nếu số tiền này là của riêng anh, đương nhiên anh có quyền rồi. Tất nhiên là do tôi tự kiếm được. Ý gì đây? Phí tang lễ hay tiền trợ cấp thua gì? Đây là tiền an ủi. Về nói với người đã cử anh đến đây 1 tiếng. Số tiền này mua 1 mạng người hơi ít đó. Là ý gì đây? Xét này không dùng được. Tôi nhận một vụ án, chứ không muốn nhận một quả lựu đạn. Sao vậy? Anh muốn rút lui? Vụ án này ngay từ đầu đã đi theo hướng anh định. Anh nói với tôi Lôi Đồng có vấn đề, tôi theo hướng này điều tra. Quả nhiên Lôi Đồng tại phiên tòa đã có lợi cho bên biện.
Tôi không thích bị coi như con rối bị điều khiển. Nhưng hôm nay chúng tôi nghi ngờ số tiền này có liên quan đến vụ án. Các vị công tố viên không phải nói bằng chứng là trên hết sao? Các anh điều tra, điều tra ra tôi thì tôi chịu thua. Nói ra điều kiện của anh đi. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải là thẩm phán. Lúc đến, sếp đã dặn dò không có thương vụ nào không thể đàm phán, chỉ có giá cả không thể thống nhất. Cho nên anh có điều kiện gì cứ nói đi. Tôi chỉ hỏi một câu, nếu cho lời khai giả không thành thì sao? Tất nhiên anh có cách riêng của mình. Anh xem, anh làm việc gì mà kiếm được 1 triệu nhanh như thế? Hơn nữa, anh xem sức khỏe của anh bây giờ sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho gia đình anh. Luật sư Đặng, cậu lo xa rồi, không ai thao túng cậu cả, là ảo giác của cậu thôi. Viện kiểm sát đã xác định bằng chứng Lôi Đồng từng đến hiện trường trong thời gian xảy ra vụ án. Phải, lúc đầu tôi cũng chỉ suy đoán thôi, hy vọng có thể cung cấp thêm thông tin bên lề. Làm vậy chỉ để giúp cậu thôi. Bây giờ làm thế nào? Ăn lẩu. Ăn lẩu sao? Chuyện lớn như vậy mà còn có tâm trạng ăn lẩu à? Chuyện hướng chú ý một chút. Ăn lẩu cay, có tí cay vào, biết đâu lại nảy sinh ý tưởng. Gọi cả Mã Lực Hành đi chung đi. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, vì sao Duyệt Duyệt lại làm như vậy? Cô ấy làm vậy là vì ai? Chắc hẳn anh hiểu rõ hơn tôi. Lôi Đồng này, anh xem, đời người ngắn ngủi, ai cũng sẽ phải chết. Nhưng chết nhất định phải có giá trị. Anh thấy có phải không? Anh Liêu, tôi là luật sư. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện ở tòa án. Nếu anh từng làm gì, tôi không muốn bị dính líu vào. Luật sư Đặng, cuộc đời như một ván cờ, chúng ta đều ở trong ván cờ đó. Việc tiếp theo phải làm là làm sao phá giải ván cờ này. Phiên tòa lại sắp bắt đầu rồi. Tôi hy vọng cậu tập trung tinh thần, đừng làm tôi thất vọng. Nếu tôi từ chối thì sao? Các anh không ăn thịt mà, sao lại ăn nữa vậy? Thế cô mời mà, tội gì không ăn? Thịt dê ngon thế này, xác nhận là thật chứ? Xác nhận là thật. Không phải dịch à? Không phải dịch. Là dê à? Dê. Chắc chắn không phải dịch chứ? Chắc chắn. Chắc chắn không phải dịch. Hai anh ra ám hiệu gì với nhau vậy? Nói cho cô ấy nghe đi. Cậu nói cái gì? Tôi đang cân nhắc từ chối bào chữa vụ án này. Chúng tôi từng ăn ở đây một lần, rất không vui, vì thịt dê là giả, làm giả bằng thịt dịch. Chúng tôi khiếu nại, họ đã sửa đổi. Lần này không phải dịch nữa, là thịt dê. Nói lên điều gì? Thịt dịch không thể giả mạo thịt dê. Hiểu không? Ý các anh là đối thủ của chúng ta cũng có khả năng đánh tráo. Thông não rồi. Dấu vết làm giả hiện trường rất rõ rệt. Dấu vết gì cơ? Hỏi thầy cô ấy. Nếu cậu đang lôi cả văn phòng luật ra để đùa,
Tôi cũng không cản. Dấu chân tìm thấy tại hiện trường rất rõ rệt, nhưng họ lại bỏ qua một vấn đề là lực tác động. Dựa theo dấu vết phanh tại hiện trường, lực đạp phanh rất mạnh. Giả lại thông thường khi đạp phanh đều sẽ phát lực bằng nửa trước của bàn chân. Những đặc điểm đó đều không xuất hiện ở dấu chân này. Nếu tôi đoán không nhầm, chỉ là có người sử dụng đôi giày của Lôi Đồng để mô phỏng động tác đạp phanh xe thôi. Nhưng đây đều chỉ là suy đoán của anh, bằng chứng đâu? Đừng vội, đừng vội. Chứng cứ đây rồi. Nhìn đi. Có người lợi dụng bệnh của Lôi Đồng để giúp Mã Duyệt Duyệt thoát tội. Nghĩa là có người biết về bệnh của Lôi Đồng trước chúng ta, nên họ mới làm như vậy. Có khả năng này. Rốt cuộc là ai muốn giúp Mã Duyệt Duyệt thoát tội? Điều này phải điều tra rõ. Sử dụng đến nhiều nguồn lực và thủ đoạn như vậy, phức tạp đây. Phức tạp mấy cũng phải đào bới. Tình hình bên Lôi Đồng thế nào rồi? Sáng nay người của viện kiểm sát lại đến bệnh viện. Lôi Đồng rất biết điều, không nói gì cả. Nhưng tôi lo. Lo gì? Đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm mộng. Vậy thì đánh thức cậu ta dậy. Tôi hiểu rồi. Tiểu Nhung, ăn xong cơm, cô với đội trưởng Mã đi gặp chuyên gia. Còn tôi đi xác thực động cơ phạm tội của Mã Duyệt Duyệt. Được, nếu không điều tra rõ thì sao sẽ còn xảy ra vấn đề. Tôi nghe điện thoại chút. Kỹ thuật giả mạo hiện trường này cao siêu thật. Là dân chuyên nghiệp làm. Là sao cơ? Anh bảo tôi đến trường giúp Cao Sương xử lý kỷ luật. Từ bé đến giờ tôi chưa từng biết kỷ luật là gì. Tôi không biết làm. Tôi đang có việc bận, thực sự không đi đâu được. Nếu cô thật sự không muốn đi thì cô bảo với sếp Cao, để sếp Cao đích thân đi. Được, 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 tôi biết rồi. Vậy tôi làm việc đã nhé, tạm biệt. Vậy bước tiếp theo, cho tôi xin nghỉ phép. Chiều có tí gì? Làm gì? Không tiện nói. Không tiện nói. Thôi được rồi, cho cô ấy đi đi. Không cần cô ấy theo nữa. Thanh niên mà. Xin nghỉ phép thôi, có gì đâu. Đi đi, tôi đồng ý thay thầy cô rồi đấy. Lần sau xin nghỉ thì nhớ báo sớm, đừng làm lỡ gì. Vâng. Cảm ơn. Vẫn là tôi tốt phải không? Tôi đi nha. Sếp Tiết nhỏ. Lão Liêu, tôi nói anh nghe này. Chuyện này thì anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ không bỏ mặc vụ của Liêu Ba đâu. Cảm ơn chủ tịch. Đi đi. Chú Liêu, Thiết Lực à, sao mấy ngày rồi không đến công ty thế? Công ty có cháu hay không cũng vậy mà. Không như nhau được đâu. Chú Liêu, gần đây chú và Đặng Khải Văn đang bàn mưu chuyện gì thế? Đặng Khải Văn, chú không biết người này. Đừng lừa cháu. Cháu nhìn thấy hết rồi. Cháu nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau. Hơn nữa, gần đây gặp không chỉ một lần đâu. Cháu nói cậu luật sư đó à? Gặp rồi, từng uống cà phê với nhau, trao đổi về vấn đề luật pháp.
Anh ta là luật sư bào chữa hình sự. Chú biết văn phòng luật của cậu ta có hợp tác nghiệp vụ pháp lý với công ty mình. Thế à? Sao cháu không biết nhỉ? Bố cháu cũng mới quyết định, chưa nói cho cháu biết. Cháu hiểu rồi. Sao hả? Còn dặn dò gì nữa không? Chú Liêm, chú bận gì cứ làm đi. Được, vậy chú đi nhé. Hôm nào cháu cũng mời chú uống cà phê. Được. Cao Sương, em đứng hẳn hoi cho tôi. Chào cô giáo, tôi là phụ huynh của Cao Sương. Cô là dì của em ấy. Chị dâu. Chị dâu. Lần trước là anh trai tới, lần này là chị dâu tới. Vậy bố em ấy đâu? Bố em ấy đang giải quyết một vụ án, hơi bận. Con cái nhà mình còn quản không ra hồn, còn giải quyết được vụ án gì chứ? Cô giáo, cô gọi phụ huynh đến là để nói về chuyện của Cao Sương hay về chuyện của bố em ấy vậy? Cao Sương, em đứng im ở đây, tí nữa sẽ quay lại phê bình em sao? Nào phụ huynh qua đây, cô tự đọc xem. Cô nên nói chuyện nghiêm túc với bố của Cao Sương đi. Lên lớp chẳng học hành gì, không nghe giảng, viết thư tình linh tinh. Cô tự xem đi, tôi chán chẳng buồn nói. Cái này đâu có giống thư tình. Cô giáo à, tôi không có ý phản bác cô đâu. Nhưng Sương Sương mới 13 tuổi, có khi con bé còn chẳng biết thư tình là gì ấy chứ. Cô tự đọc đi, tự đọc đi. Về rồi à? Tối bố nấu gì cho con ăn nhé? Cái gương này mới mua phải không? Đẹp đấy. Con đi bệnh viện chút. Không khỏe chỗ nào vậy? Tim. Còn ấy à? Bớt lo mấy chuyện bao đồng không nên lo, thì ắt sẽ khỏe. Con cũng khuyên bố nên bớt làm những chuyện không nên làm. Cháu thấy cô giáo cháu thích chuyện bé xé ra to. Sao cháu không giải thích với cô? Người hiểu cháu thì không cần giải thích. Người không hiểu cháu thì chẳng cần giải thích. Cũng cá tính đấy, hai chịu đứng phạt cũng không thèm giải thích với cô giáo. Con người luôn phải hy sinh chút gì đó vì lý tưởng của mình. Phạt đứng một lúc là qua thôi. Gọi phụ huynh đến, dù sao cũng là mọi người bị phê bình, cũng chẳng sao cả. Vậy lần sau gọi bố cháu đến nhé. Cô đừng nói chuyện này cho lão Cao biết đấy. Ông ấy cũng không hiểu cháu. Cháu chẳng buồn giải thích với ông ấy. Cô cũng chẳng hiểu cháu mà. Cháu thấy cô cũng khá nhanh nhạy. Coi bộ lão Cao không phí công dạy cô. Bố cháu chưa từng dạy cô cách đối mặt với lời phê bình đâu. Thế nên cháu thấy cô rất có khiếu. Hay là lần sau những việc kiểu này cháu sẽ gọi cô nhé. Đừng nhé. Lần này cô đến anh ấy đã khó chịu rồi. Cô bận lắm. Không vui thì không vui thôi. Dần dần sẽ quen. Mau cho cháu xin số điện thoại đi. Không cho. Không cho thì cháu sẽ xin anh Tiểu Ba. Được rồi, được rồi. Đưa điện thoại cho cô. Được rồi, để chú đi lấy đồ uống. Anh cút xa ra. Mày là ai? Mày bớt lo chuyện bao đồng thôi. Khí
biết được. Không sao chứ? Yên tâm, xử lý xong hết rồi. À phải rồi, anh sao rồi? Người kia không sao chứ? Đầu bị trách một chết, khâu vài mũi là ổn. Yên tâm, không có chuyện gì chú không giải quyết được. Tầm thường. Chú cũng thấy tầm thường. Đi thôi. Hôm nay tâm trạng chú không vui à? Không. Được. Chú không muốn kể thì cháu cũng không ép. Có chút xin mít với ông già. Chỉ vậy thôi à? Cháu còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Người già ấy mà, chịu khó dỗ dành. Dỗ dành chút là sẽ ổn thôi. Một cô nhóc như cháu thì hiểu gì. Đi thôi, đưa cháu về nhà. Không được. Tại sao? Giờ là mấy giờ rồi hả chú già? Giờ này cháu mà về, có mà bị bố và chị cháu tra khảo hội đồng. Nhà cháu phong kiến thế cơ à? Chị cháu thì có hơi cổ hủ, nhưng bố cháu cũng khá cởi mở mà. Chú không hiểu đâu. Vậy phải làm sao? Không sao, tối nay cháu ở khách sạn là được. Được rồi, vậy chú đi đây. Chú không chở cháu một đoạn thật đấy à? Cảm ơn. Chào cô, chào cô. Là một anh họ Thiết gửi cái này cho cô. Cảm ơn nhé. Xin chào. Hello. Sao rồi? Nhận được quần áo rồi chứ? Quần áo? Chú nói cái hộp lúc nãy à? Nhận được rồi, nhận được rồi. Hôm nay quần áo của cháu bị rượu đổ, dầu bẩn hết rồi. Chuyện này kể ra cũng là tại chú. Không ngờ nhỉ, Thiết đại công tử đây cũng tinh tế tra phết. Được rồi, vậy cháu cảm ơn chú nhé. Còn nữa, cảm ơn cháu đã ở bên chú tối nay. Chúc ngủ ngon. Cũng có gu đấy chứ. Tên Liêu Ba kia có khai ra manh mối gì có giá trị không? Tên này là hạng bất cần đời, đổ hết trách nhiệm cho vợ của hắn. Nói tiền là do vợ hắn nhận, còn bản thân hắn không biết gì. Vậy hắn có quen Mã Duyệt Duyệt không? Hắn không thừa nhận, nhưng chắc chắn có quen. Đơn tố cáo đâu? Ở đây. Đây là đơn tố cáo. Ngắn gọn vậy à? Xác minh tình hình chưa? Một năm trước, Liêu Ba đã dùng tên vợ mua ba mặt bằng kinh doanh trị giá hơn 30 triệu tệ tại khu Mang Quả, thành phố Giang Đông. Nhưng tiền mua nhà có nguồn gốc không đồng nhất, ngoài một phần vay ngân hàng và một ít tiền mặt, còn có một lượng lớn séc và kiều hối. Một tên quản lý lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chúng tôi còn đến ngân hàng để xác minh khoản trả nợ hơn 1 triệu tệ dưới tên cô Lý, vợ của hắn. Đây là camera giám sát lúc đó. Anh xem, người này chính là Liêu Ba. Trong cái túi này chất đầy tiền mặt. Anh phóng to. Cái người vừa đứng dậy đi theo hắn. Tôi xem thử. Được. Đây là Dương Thiên mà. Nhìn từ video này thì đúng là anh ta, nạn nhân trong vụ án Mã Duyệt Duyệt. Hai người họ không những quen nhau mà còn có vẻ khá thân thiết. Đúng vậy. Vậy thế này đi, tôi kiến nghị anh tìm gặp người nhà của Dương Thiên, Ngô Thiến, hỏi xem cô ấy có quen biết Liêu Ba không. Được, tôi sẽ đi ngay.
Cô quen người này chứ? Quen. Anh ta và Dương Thiên là gì của nhau? Bạn chơi bài. Bạn chơi bài thế nào? Lúc Dương Thiên còn sống, thường xuyên chơi bài với Liêu Ba này. Họ còn cùng nhau đến Ma Cao vài lần. Giữa họ có qua lại tiền bạc gì không? Anh chỉ khoản nào ạ? Vay tiền hay hối lộ? Cứ nói theo sự thật đi. Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng có gì phải né tránh nữa. Liêu Ba này quả thực từng nhận tiền từ Dương Thiên. Dương Thiên và Mã Duyệt Duyệt cùng mang tiền qua. Sao cô biết? Tôi đã theo dõi chồng tôi. Vì sao lại theo dõi anh ta? Tôi nghi ngờ anh ấy và Mã Duyệt Duyệt gian díu.